chào các bạn Chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Giác Nguyễn Mình rất vui gặp lại các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt phần 2 của áo kiểu lữ Nếu phần 1 mình đã hướng dẫn các bạn cắt hoàn chỉnh dập Thì đến phần 2 này mình sẽ đặt dập lên vải để mình cắt Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt bèo áo Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt để mình hoàn chỉnh kiểu áo này Và phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn may để cắt thân trước và thân sau của áo Các bạn sẽ đặt dập cho mình thân trước và thân sau lên Và nhớ các bạn sẽ phải để dư cho mình đường may Ở chỗ mình cắt rời cái phần đáp Đường may đoạn cắt rời phần đáp các bạn để cho mình 1cm cả thân trước và thân sau và đây là phần đáp khi mình chưa cắt rời thì các bạn sẽ ghép vào như thế này và khi mình cắt rời ra thì cả phần đáp và phần thân các bạn đều phải để dư đường may để cắt bèo áo các bạn sẽ đo cho mình vòng chỗ đáp thân trước và vòng chỗ đáp thân sau được bao nhiêu để mình để cắt bèo và khi đo các bạn sẽ trừ cho mình 1 cm để mình đo cắt xong thân trước và thân sau các bạn cắt cho mình miếng đáp nhé và nhớ là để dư cho mình đường may cũng 1 cm như ở phần thân áo là được cả đắp trước và đắp sau các bạn đều để dư cho mình 1 cm so với dưỡng Cắt xong đáp thân trước và đáp thân sau các bạn đi cắt tay áo cho mình. Các bạn để dập lên và cắt cho mình hai tay áo. Cắt xong các bạn sẽ cắt mang tay cho mình. Gấp giúp mình hai mặt trái của tay áo với nhau, cắt mang cho mình 1 cm là được. Cắt xong tay áo các bạn đi cắt bo tay cho mình, dài bo các bạn để cho mình 12 cm và rộng để cho mình 11 đến 11,5 cm. Cắt cho mình theo chiều dọc vải. Và cắt cho mình hai tay áo là hai bo tay. Để cắt cổ áo các bạn sẽ ấn vào nút tìm kiếm và tìm vào kênh cho mình. Xong các bạn ấn cho mình vào chỗ video nhé. Và kéo xuống tìm cho mình video 133 Dạy cắt cổ áo Các bạn sẽ vào video cho mình 133 Là mình cắt được phần cổ áo Để cắt cổ chính của áo các bạn sẽ gặp cho mình dọc vải Cắt cho mình Ở phần cổ thường là mình để 18cm cộng với 1cm đường may là 19 nhé. Bạn nào thích rộng hơn thì để to hơn, thích nhỏ hơn thì các bạn cứ đo vòng cổ rồi cộng cho mình dư ra 2 cm. Cộng thêm đường may là được. Cắt xong cổ chính các bạn cắt cổ lót cho mình. Để cắt cổ lót các bạn cắt cho mình ngang vải sau đó các bạn cắt mách để mình ép vào phần lá cổ và hai bo tay Sau khi cắt xong bo tay cổ áo, giờ mình đi cắt bèo của phần đắp trước và đắp sau của áo. Và để cắt bèo các bạn nhớ đo cho mình từ vai cách xuống 1cm, đo dưới cho mình, cả thân trước và thân sau để mình lấy kích thước của bèo. Vì phần bèo áo của mình là mình cắt tròn từ thân trước ra thân sau nhá, nên là mình sẽ lối liền. Phần bèo và mình không cắt rời. Và các bạn khi cắt bèo để ý cho mình cái phần dưới này của mình là mình sẽ tra vào phần chỗ mình cắt rời nhá. Nên là các bạn sẽ phải để dư cho mình tầm 7 đến 8 cm cho rộng một chút, để khi mình may bèo cái đoạn ở chỗ vai của mình nó sẽ thẳng thì mình sẽ đánh xuống vào, để mình tra vào thì cái bèo của mình nó đổ nó sóng nó sẽ đẹp hơn. Giờ mình sẽ dẫn các bạn đi cắt. Chiều dài của dọc các bạn để cho mình 30. Và chia đôi cho mình là bằng 15 nhé. Đây là điểm Của đường cua của mình lên trên. Chiều rộng của mình cũng 30 các bạn, chia làm hai cũng bằng 15. Và hai điểm chia đôi này là điểm lối của phần bèo phần ngoài nhé. Và cái phần bèo này của mình là mình cắt vát Chứ mình không để thẳng xuống nhé Các bạn sẽ cắt vát về cho mình Để mình thả cả thân trước và thân sau Phần bản to của bèo các bạn để cho mình 8cm Cộng với 1cm bên ngoài để tí mình may mí Phần vát này các bạn sẽ cắt cho mình Từ đoạn cua này lên trên là 7cm nhá Cắt vát về cho mình Và đo lại cho mình cái phần bên trong Nếu nó thiếu nhiều thì các bạn sẽ gập vải để dư cho mình là được Các bạn sẽ cắt cho mình phần bèo theo đường mình vừa vẽ Sau đó các bạn sẽ đặt cho mình cái phần dưỡng của bèo lên và cắt cho mình. Và phần bên trong này điểm mình tra. Và phần đáp cắt rời các bạn để dư cho mình so với kích thước mình đo là từ 7 đến 8 cm. Các bạn có thể dư một chút cho mình khi mình tra lấy một thừa thì mình cắt đi. Vì mình còn phải đánh rúm vào để cái phần vai của mình. Chỗ cầu vai của mình nó có độ rúm Và khi cắt ra vòng ngoài của bèo, thành phẩm của mình là 8 cm thì các bạn sẽ phải để dư cho mình thêm 1 cm để mình may mí phần bèo. Và đây là phần bèo áo khi mình tra vào phần đáp của thân trước và thân sau. Khi tra đáp thân trước thân sau các bạn sẽ phải hơi cầm và rút vào cho mình một chút. Thì phần bèo của mình nó mới đẹp được. Mình vừa hướng dẫn các bạn cắt hoàn chỉnh áo kiểu lữ. Và sang phần sau là phần 3 mình sẽ hướng dẫn các bạn may hoàn chỉnh áo. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt hoàn chỉnh mẫu áo kiểu của nữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.